nhá. Ngày hôm nay thì em bắt đầu trời thấy ấm lên rồi anh em ạ. Thì em bắt đầu em làm chúa đây. Hôm nay em làm vũ chúa đây. Thì cái này thì làm nó rất là đơn giản. Đầu tiên là phải làm cái mũ anh em ạ. Đấy, thì cái mũ này thì mình nấu cái sáp lên để nó nguội nguội tí thì anh em có cái quản rồi thì anh em cứ thế là dùng một cái cốc nước nguội này. Sau đó là mình làm cái quản trước. Mình sẽ lấy cái này. Sau đó mình nhúng vào nước xong bắt đầu là mình rút nó ra thôi anh em ạ. Cái này thì nó rất là dễ thôi. Đấy, cái quản hôm trước em tự chế đấy anh em ạ. Đấy, thì mình làm cái mũ này. Làm mũ xong thì bắt đầu sau khi mình làm xong cái mũ này thì bắt đầu là mình gắn nó vào cái thanh xà đây rồi. Cái này thì thực ra thì video thì cũng làm rồi anh em ạ. Nhưng mà thôi cái này thì em trực tiếp làm cho anh em xem để anh em làm cho nó dễ làm. Này thì thực ra nó cũng chả khó đâu, nó có cái gì đâu. Tạo cái đế ấy này nó rất là dễ làm. Nào mà mình căn căn làm sao nó dài được khoảng 0,5 thôi, 0,5, 0,6 rồi đấy. Đừng làm nó dài quá. Đây này, ví dụ như cái này là nó hơi dài chút nhưng mà thôi thì... Thực ra nó dài thì con ong chúa nó cũng sau này nó đắp là nó cũng vén gọn vào mà anh em. Cái này kể mà cẩn thận thì thôi lấy cái dao mình cắt luôn cũng được anh em ạ. Làm nó cũng dễ rồi. Cái này hôm trước là em đi xin thì anh em làm cái mũ chúa này thì anh em cố gắng là đi xin lấy cái sáp mà người ta nấu cái sáp sạch ấy anh em ạ. Nhìn nó phải nấu nó phải trong nó sạch, chỉ cần nó bẩn quá là nó tiếp thu nó kém lắm anh em ạ. Cho nên là đây này, anh em nhìn đây, con quay vào cái chỗ này để cho người ta nhìn cái sáp mà mình đi xin mình làm nó cũng rất là cẩn thận đấy. Thực ra là nhìn này nó sạch sẽ như này thì con ong nó cái khả năng nó tiếp thu nó tốt. Tất nhiên là đây nó chỉ là một lý do thôi, còn nếu mà để mà tiếp thu tốt nữa thì nó còn cả một cái quá trình nữa là mình phải khêu cái con ấu trùng nó phải tốt nữa. Chứ còn nhiều người hôm qua có một cái chú cũng gọi điện bảo anh ơi em khêu nó chả được gì cả. Và tất nhiên là nó khêu có thể là nó còn do cái tay nghề của mình khêu nó nhiều khi là nó không gì nhỉ, nó không chuẩn, nó dẫn đến cái ấu trùng nó bị chết nên là con ong nó cũng không tiếp thu đâu anh em ạ. Đấy, thế rồi là một cái nữa là cái số lượng mà mình làm cái số lượng mũ này ở trên cái cầu này anh chỉ làm vừa vừa thôi. Như đây thì em làm 30, em hàn là 33 cái thì em dự kiến là sao nó vừa đi đến nó hỏng cái lúc là vừa, chứ cần mình mà làm tham nhiều quá thì nói thật là con ong nó con gì nó có giới hạn của nó thôi anh em ạ. Đấy, như cái này hơi chứ còn mà bây giờ mình cứ tham lam mình làm nhiều nó là cái con chúa nó không tốt đâu, bởi vì cái số lượng ong nó có hạn để nó tạo ra được cái chúa này nó cũng thôi lại nguội mất rồi. Giới hạn thôi, cho nên là nhiều khi mình cứ tham mình làm nhiều vào là đến lúc là cái chất lượng cái con chúa nó cũng không tốt anh em ạ. Đấy, cái số lượng tầm 30 mũ là một đàn ong đẹp và ong tốt là nó mớm sẽ rất là ok luôn đấy. Chứ còn nếu mà mình cứ lấy số lượng xong mình làm nhiều là sau này cái chất lượng con chúa nó kém ấy mọi người ạ. Thì đấy là một số cái lưu ý. Một cái lưu ý nữa là anh em khêu cái chúa thì cố gắng, một là em cũng nói những cái video rồi nhưng mà hôm nay tiện đây làm em nói luôn là cái kim khêu này. Đấy. Cái kim di trùng bằng cái này nó cũng rất là quan trọng đây này anh em này. Cái này về là như mình đây này em, anh em thấy không, mình về mình phải dùng cái lưỡi dao lam ấy mình nạo cho nó thật mỏng đi. Khi mình nạo nó mỏng ra thì mình cắt cái mũ chúa nó rất là dễ, mình lấy cái ấu trùng nó rất là dễ. Chứ còn nếu mà mình mua về mà mình dùng luôn cái ấu trùng cái mà cái lưỡi này này là nó cứng cho nên là nó khó lấy lắm anh em ạ. Mà lấy cái con ấu trùng là nó hay bị hỏng đấy. Vậy cho nên là mà anh em mà có làm thì cũng lưu ý là mua cái kim di trùng này là anh em về cũng phải lấy cái dao lam, cái dao lam mới thật mới và sau đó mình nạo cho nó mỏng lưỡi đi nha anh em nhá. Đấy, thì đấy là về cái công đoạn đầu tiên là cái công đoạn mà mình làm cái nắp này. Bây giờ thì nó cũng nguội mất rồi cho nên là em phải vào em đốt một tí đã. Đấy, thì đến cái công đoạn tiếp theo là cái công đoạn mà di trùng em lại làm cho mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá. Bây giờ đến công đoạn tiếp theo là công đoạn em di trùng đây anh em ạ. Thì
Thì bây giờ cái kim này hôm trước đã chia sẻ với anh em rồi, thì bây giờ đến công đoạn bây giờ là anh sẽ ghi lên anh em ơi. Đấy, anh em cố gắng đừng có run tay nhé, cố gắng nhìn cái con nào mà nó bé nhất ở đây này. Nói đến tuổi thì thực ra cái này nó giờ nó khó, cho nên là anh em làm sao cứ nhìn thấy cái loại nào mà nó bé tí ti nhất thì anh em lấy, càng bé càng tốt nha anh em nhé. Càng bé thì cái thời gian nở nó càng mới nở, cho nên là nó sẽ tốt hơn là cái mà nó gì nhỉ, nở lâu, to hơn to. Nở lâu rồi ấy. Thực ra thì cái này mình nhìn thì mình ví dụ như là như mình làm mình quen rồi thì mình nhìn vào đây là mình biết cái con trùng nào nhỏ con trùng nào lớn anh em ạ. Nhưng mà anh em mà mới thì cũng hơi khó đấy, nhưng mà thôi cố gắng thôi. Em xui nhiều người là đi lấy con dao cắt cái bánh tổ đi, nhưng mà thực ra cái bánh tổ này nó non cho nên là mình bây giờ mắt nó kém rồi anh em ạ. Mình cắt đi như vậy thì nó dễ lấy rất là nhiều, nhưng mà thôi thì nó lại mình như vậy thì nó lại thì vì cái cầu này nó cũng đang trùng nó nhiều cho nên mình không muốn cắt. Mắt nói chung là bây giờ nó cũng mắt lổ mắt xịt đấy anh em ạ. Đấy thì anh em cố gắng lấy thì vét lấy được cái gì nhỉ, cái sữa sữa ở dưới cái đáy tổ của nó anh em nhé. Càng lấy được nhiều cái sữa đấy thì con chúa nó sẽ càng, tức là cái khả năng mà nó cái gì nhỉ, nó con ấu trùng cái khả năng sống sót nó sẽ cao hơn rất là nhiều anh em ạ. Mặt cũng xịt lắm rồi anh em ạ. Dạ. Không thì em có rũa làm gì đâu anh. Trời. Nói chung là bây giờ mắt nó kém rồi, tay nó cũng run run đi anh em ạ.
Di xong rồi anh em ạ. Đây mình di xong rồi thì mình xoay nó xuống anh em nhé, xong là mình thả nó vào cái tổ nuôi dưỡng anh em ạ. Ôi chắc là video này hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo, hôm nào kiểm tra nó ngon ngon thì em mai kia là ấm nắng lên thì em kiểm tra nhé mọi người nhé. Chào mọi người nhé.